Chào các bạn trở lại với Hiệp Nguyễn Cuộc Sống Na Uy. Đây là hình ảnh ngôi nhà thờ của thành phố Thiên Spa, một thành phố miền Duyên Hải. Hiệp mời các anh chị chúng ta cùng tiến lại gần để xem bên trong ngôi thánh đường xinh xắn và mang nét cổ điển đáng yêu của thành phố Thiên Spa này. Thank you.
Đây là cái ngôi nhà sứ cha, với lại cũng là cái căng tin mà giáo dân thường sau lễ và uống cà phê và ngồi trò chuyện với nhau sau thánh lễ. Đây là khoảng sân này rất xinh xắn và dễ thương. Nơi đây Hiệp cũng đã từng đến tham dự lễ rất nhiều lần, và những dịp có lần ghé tới đây các anh chị.